Xin chào tất cả các bạn, mình là Mai Vân Trang và chào mừng các bạn đã đến với YouTube channel của mình. Và hôm nay một tập tiếp theo của FaceTime thì mình sẽ cùng nói chuyện với các bạn về chương trình skincare buổi sáng. Mình biết ngày xưa mình đã từng làm một video rồi nhưng mà cái thời gian đó thì mình có nhiều thời gian hơn. Còn bây giờ thì mình lớn lên và mình cần cái skincare routine buổi sáng phải tối giản hơn nữa. Phải thật là nhanh gọn nhẹ để mình có thể chuẩn bị buổi sáng một cách nhanh chóng nhất, nó tinh giản nhất á. Thế nên cái skincare routine này sẽ chỉ gồm những cái bước mà không thể thiếu nếu các bạn muốn có một làn da cải thiện rõ rệt. Và mình sẽ lấy luôn ví dụ là skincare routine buổi sáng chỉ gồm 3 bước của mình, với mục đích là mình bảo vệ làn da của mình khỏi những tác nhân gây hại vào ban ngày. Thế thôi. Mình sẽ di chuyển sang góc này màn hình để bên này các bạn có thể nhìn rõ được các text, các lưu ý hay các tutorial mà nó không bị vướng mình nữa. Mình sẽ ngồi đây nói chuyện với các bạn. Đầu tiên là về làm sạch. Thì trong vấn đề làm sạch, mình đã không sử dụng sữa rửa mặt để làm sạch buổi sáng trong khoảng 5 năm nay rồi. Nên là da mặt mình cũng quen với cái điều đấy và nó không tiết quá nhiều dầu vào buổi sáng đâu. Do đó là nếu mà bạn nào cảm giác quá nhiều dầu thì hãy vẫn dùng sữa rửa mặt bình thường, các bạn không cần phải cắt đi hay gì cả. Nhưng với mình thì cái chu trình skincare buổi sáng nó nhanh gọn là vì mình rửa mặt chỉ trong khoảng 1 phút. Mình chỉ có tát nước lên mặt rồi lấy bất cứ một cái toner hay là cái xịt khoáng nào ở gần tay ấy, và mình lau đi thôi là mình xong buổi sáng rồi, nó chỉ kéo dài đúng 1 phút. Và trong cái lúc mà sau khi mà mình dùng toner mình lau đi ấy, thì mình sẽ đánh răng. Thì cái lúc mà mặt mình khô hoàn toàn là lúc mình skincare luôn. Và ngay sau khi skincare thì nó chỉ có 3 bước. Mình sẽ không tính cái bước toner nhé, vì mình sẽ cảm giác là toner nó là bước làm sạch á. Nên là skincare buổi sáng của mình 3 bước thì sẽ bắt đầu từ bước thứ 2. Và bước thứ 2, một bước đặc biệt quan trọng và yêu thích bởi mình và mình không thể bỏ từ khi bắt đầu skincare đến bây giờ, đấy chính là bổ sung chất chống oxy hóa vào trong chu trình dưỡng da buổi sáng. Và với ví dụ của mình thì mình luôn bổ sung vitamin C vào buổi sáng. Đây là bước duy nhất mà các bạn có thể cải thiện được sắc tố da một cách rõ rệt vào buổi sáng. Ví dụ như tất cả những cái vấn đề như là mờ thâm này, tàn nhang này, thâm nám này, hay là đều màu da, tất cả những cái vấn đề về sắc tố thì sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt. Và đặc biệt là khi mình có tuổi thì mình cũng lưu tâm hơn để ngăn chặn những cái nếp nhăn sớm hình thành ở trên da, do đó mình sẽ tìm những cái sản phẩm mà có thể mang lại cho mình những cái kết quả như vậy. Như mình có từng chia sẻ thì cái thành phần vitamin C tưởng dễ và phổ biến nhưng mà thực ra rất là khó. Hầu hết tất cả sản phẩm mình trải nghiệm, những cái sản phẩm nó mang lại hiệu quả rõ rệt thì nó rất là đắt. Và đắt như thế thì dù mình có budget bao nhiêu đi chăng nữa nhưng việc sử dụng thường xuyên cũng khiến mình cảm giác hơi đau đớn. Còn nếu mà những cái sản phẩm mà drugstore mà có giá thành rẻ hơn thì nó bị oxy hóa quá nhanh, nghĩa là nó không hề bền vững với môi trường bình thường, đặc biệt là ở dưới nền nước. Vấn đề phổ biến nữa của vitamin C đấy chính là một cái lọ to như thế này, khi mà bạn mua, một khi cái sản phẩm đấy đổi màu là nó hỏng. Không cần biết là hạn sử dụng nó là bao giờ, một khi nó đổi màu là nó hỏng và bạn không được phép dùng ở trên da nữa. Mình cũng buồn vì có rất nhiều những cái sản phẩm đắt tiền mà mình mua dùng được đến 2/3 lọ thì nó bắt đầu đổi màu. 2/3 lọ là nhiều, mình chưa bao giờ dùng hết được một cái sản phẩm mà nó nguyên vẹn từ đầu đến cuối nếu mà nền nước là vitamin C. Thường thôi là một nửa nó đã bắt đầu bị đổi màu rồi. Do đó sẽ dẫn đến cái thay đổi trong quan niệm của mình khi mà mua vitamin C, đấy chính là mình sẽ muốn mua những cái sản phẩm có dung tích nhỏ, cô đặc và được khuyên dùng bởi những chuyên gia da liễu. Và sản phẩm mình sử dụng gần đây là hai sản phẩm mình mới biết được. Thật ra là sau khi mà xem TikTok và mình xem các dermatologist, người ta là content creator mới á, và người ta recommend những cái sản phẩm mà nó bình dân hơn, nó là dược mỹ phẩm, nó hiệu quả tương đương hoặc nhiều hơn những cái sản phẩm đắt tiền mà mình sử dụng, thế là mình cũng phải mua thôi. Đây là của Vichy, Vichy Laboratories. Đây là dòng Live Active, đây là vitamin C. Đầu tiên là mình mua cái sản phẩm này này vì nó trông giống một cái serum và mình quen hơn với cái việc sử dụng á. Thì cái sản phẩm này chỉ dùng được 1 tháng thôi và cái dung tích trông nó bé xíu như thế này, cái này là có 10ml nhưng thực ra là rất là nhiều. 1 tháng mình không dùng hết, nó sắp hết 1 tháng rồi mà mình vẫn còn đến tận 1/3 lọ, thực sự dùng rất là sướng. Tuy nhiên thì mình lại muốn thử và mình muốn đầu tư cái sản phẩm này hơn. Đây là dòng Live Active Specialist Peptide C Anti-Aging với 12% Pure Vitamin C. Cái sản phẩm mình sử dụng á, thì nó có một cái format packaging rất là tân tiến. Đây là vitamin C nhưng mà lại ở trong cái dạng ampoule. Ampoule là một cái cách format cô đặc lại serum và để lại những cái packaging nhỏ như này. Đây là cái format tân tiến nhất hiện nay khi mà nói về serum. Thì các bạn cũng biết là nếu mà các bạn để trong một cái lọ packaging dung tích nhỏ như thế này thì mình sẽ chia ra dùng hàng ngày và mình sẽ không phải lo về vấn đề oxy hóa sản phẩm nữa, dù cái này là nền nước. Thế nên
là khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này, nó giống như kiểu mình uống Philatop ngày xưa ấy. Hồi nhỏ mình hay bị kiểu suy dinh dưỡng thì hay uống Philatop, thì mình bẻ những cái, tí nữa đây mình sẽ để một cái demo cho các bạn biết là sử dụng cái sản phẩm này như thế nào. Lý do mà mình sử dụng cái sản phẩm này, thứ nhất là vì mình lựa chọn nó là dòng Live Active. Đây là cái dòng chống lão hóa nổi tiếng của Vichy rồi. Và thứ hai là cái nó có công nghệ mới. Cái công nghệ này mà các vitamin C khác không có. Đây là peptide C, biopeptide. Khi mà nhắc đến peptide thì mọi người cũng biết đây là các chuỗi amino acid ngắn giúp sản sinh proteins, những cái proteins cần thiết như là keratin hoặc là collagen, giúp thứ nhất là target thẳng vào cái vấn đề là hình thành nếp nhăn nông ở trên da, và thứ hai là nó phòng chống tất cả những cái vấn đề về lão hóa da. Do đó đây là cái thành phần mà những cái vitamin C khác không có, kể cả cùng dòng. Một cái hộp này là mình sử dụng khoảng 1 đến 2 tháng. Trong hộp này thì có 10 ống và mỗi cái ống này là 1,8 ml. Nghe thì nó ít như thế thôi nhưng thực sự là nó rất là nhiều. Sản phẩm này có một cái lưu ý sử dụng như thế này, nên là mình sẽ demo luôn cái chu trình skincare routine của mình nhé. Sau khi mình rửa mặt xong, da mặt mình khô hoàn toàn thì mình sẽ bắt đầu sử dụng cái sản phẩm này, mình nhỏ hết lên trên mặt. Đây là cái sản phẩm đầu tiên và duy nhất nó thấm nhanh đến bất ngờ mà mình từng sử dụng. Thì sản phẩm này sau khi mà bạn drop lên trên mặt á, thì các bạn hãy ngay lập tức thoa đều nó ra khắp mặt, vì thật sự là nó thấm rất là nhanh. Nó không giống như một sản phẩm skincare bình thường mình dùng mà để lại một cái lớp màng đâu, mà nó sẽ thấm thẳng vào da, cảm giác như kiểu bạn cho da uống nước á. Và sau đó các bạn sử dụng xuống dưới cổ và xuống dưới tay để các bạn có thể làm sáng thêm cái vùng đấy và ngăn ngừa được cái nếp nhăn. Thì đây là cái sản phẩm thứ nhất là nó không gây kích ứng hay là nó bị tingling. Bình thường các sản phẩm vitamin C hay có là những cái cảm giác ngứa ngáy và kiểu châm chích nó sẽ có ở trên da, nhưng mà sản phẩm này không có. Dù cái vùng mắt của mình rất là nhạy cảm nhưng mà mình bôi qua cái phần đấy nó cũng không có vấn đề gì cả. Nó có 12% pure vitamin C nên là thực ra cũng không phải quá ít và cũng không phải quá nhiều. Nó là một cái dạng vừa đủ để các bạn có thể sử dụng được hàng ngày và thường xuyên. Đây là sản phẩm mình sẽ recommend cho những bạn mà đã trên 20 tuổi và đặc biệt là những người mà có nhu cầu về lão hóa da. Đây là một cái sản phẩm thực sự mình rất là tâm đắc, nên các bạn hãy thử xem. Dùng chỉ cần tầm một tháng là thấy hiệu quả rồi à. Tại vì là nó mang cái kết cấu và cái sự cô đặc của serum ấy trong formulation quá là tốt, nên là mình rất là recommend cái sản phẩm này cho các bạn. Và bước thứ ba là bước quan trọng nhất trong toàn bộ chu trình skincare. Và đây là cái sản phẩm mà đã được chứng minh là sản phẩm có khả năng chống lão hóa tốt nhất trên thị trường hiện nay. Đấy chính là kem chống nắng. Và sản phẩm mà mình sử dụng kem chống nắng thì vẫn như các bạn đã biết rồi là La Roche Antelius Invisible Suit. Đây là cái sản phẩm mà mình đã dùng lâu năm, và từ khi mà mình làm cái video review các loại kem chống nắng hóa học á, thì các bạn cũng đã biết là cái khả năng chống nắng của nó như thế nào rồi. Thì cái tiêu chuẩn của mình là các bạn cần phải sử dụng kem chống nắng, vì nếu mà không dùng thì coi như tất cả các toàn bộ cố gắng nỗ lực của bạn trong skincare thì đều là bỏ. Đặc biệt là bạn nào mà tối hôm trước các bạn dùng những cái sản phẩm đặc trị thì cái việc dùng kem chống nắng càng cần thiết. Cái tiêu chí của mình khi dùng kem chống nắng á, là các bạn cần dùng đủ liều lượng, cần dùng một sản phẩm bạn yêu thích. Cái này rất quan trọng, vì nếu mà bạn không thích nó thì các bạn sẽ không dùng. Thế nên là các bạn cần phải chọn một sản phẩm mà bạn yêu thích và dùng nó thường xuyên hàng ngày thế thôi. Với tất cả các sản phẩm nhá, mình sẽ có một cái tips cho các bạn. Đấy chính là khi các bạn lấy sản phẩm làm thế nào để biết là đủ, thì mình hay áng bằng đốt tay. Đấy chính là mỗi một nửa gương mặt mình sẽ dùng một đốt tay, hai cái đốt tay trong cả một gương mặt. Và đấy là một cái lượng vừa đủ để có thể sử dụng kem chống nắng cho toàn mặt. Thực ra nếu mà mình không đi đâu mà mình ở nhà thì đến cái bước chống nắng là cái bước skincare cuối cùng của mình rồi. Tuy nhiên nếu mà các bạn ra đường thì đây sẽ là một cái sản phẩm mới mình mới phát hiện ra mà các bạn có thể thử. Nó rất là trending ở trên TikTok. Mình xin lỗi cho này, mình bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những sản phẩm ở trên TikTok, tại vì nó rất là hay. Khi mà mình mua ấy, mình mua mini size, và mình cũng nghĩ là các bạn cũng chỉ cần mini size thôi, không cần phải mua quá nhiều sản phẩm hay là sản phẩm dung tích to. Thứ nhất là nó đắt, và thứ hai là cái sản phẩm mini size đã đủ cho cái nhu cầu của mình. Lý do là như sau. Sản phẩm này đúng ra là một sản phẩm dưỡng của Dr. Jart, là dòng Cicapair Dermagreen Solution, một dạng kem màu xanh lá cây, Tiger Grass Color Correcting Treatment. Đây là một cái sản phẩm đặc trị cho những bạn da mụn và hiệu chỉnh nhan sắc tố da. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn dùng làm kem dưỡng thì cũng ok, nhưng mà mình thì lại dùng
sản phẩm này như một loại kem correcting cream, tức là cái kem hiệu chỉnh sắc tố da dùng sau kem chống nắng. Đây là cái sản phẩm kem dưỡng có thể dùng sau được kem chống nắng và tùy vào cái mục đích sử dụng của các bạn. Ví dụ như các bạn dùng trước make up thì có thể giống như một lớp kem lót, và cái này gần như thay cho kem nền luôn á. Mình không cần dùng kem nền vì nó nhẹ hơn, nó lại có rất nhiều những cái thành phần dịu da, dưỡng da, và mình không phải lo về vấn đề là các bạn có bị breakout hay là bởi kem nền hay không. Thì đây là một sản phẩm cực kỳ hợp lý với những bạn mà có làn da hơi mẩn đỏ hoặc là có mụn, vì cái sản phẩm này rất là thích. Làn da của mình nó được đều màu y như là mình đã trang điểm rồi. Thích cực, đây là một sản phẩm mới, mình nghĩ là các bạn nên thử. Và đến đây là đã kết thúc video rồi. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi và đã theo dõi đến tận bây giờ. Hy vọng là những cái giải thích cũng như là những cái giải đáp của mình cho những cái vấn đề khi các bạn xây dựng chu trình skincare buổi sáng đã có ích. Cảm ơn các bạn và hy vọng các bạn luôn khỏe mạnh, luôn xinh đẹp. Tạm biệt các bạn.